được sát cánh cùng với đồng đội mới là vận động viên thật sự. Bởi sức mạnh của đoàn kết là vô cùng lớn. Có một số thứ còn quan trọng hơn cả quy chương, chẳng hạn như tinh thần thể thao. Và đội bơi này đã mang lại cho tôi sự thân thiết và bao dung. Tôi nghĩ đây chính là tình bạn. Tôi cảm ơn mọi người. Gì vậy chứ? Không phải anh Đình Trạch đã nói là lát nữa sẽ tới sao? Sao lại gửi tin nhắn này? Trời sẽ mưa, con gái thì phải gả chồng. Nếu cậu ta quyết tâm muốn đi thì sẽ không quay về nữa. Tôi sẽ gọi anh ấy quay lại, đợi tôi một chút. Nè, Trà Trà. Trà Trà, đi đâu vậy?